Thành phố thời đại Sanurban City lần đầu tiên giới thiệu dòng sản phẩm đặc biệt thiết kế sáng tạo tại Phú Lý, Hà Nam mang tên Art Residence, căn hộ nghệ thuật. Không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng, Art Residence còn là nơi chất sống thăng hoa với không gian sống thời thượng và đầy cảm hứng. Mặt ngoài mỗi căn hộ khoác lên mình những gam màu rực rỡ, dựa trên cảm hứng nghệ thuật của danh họa nổi tiếng Picasso, tạo nên một bức tranh khổng lồ trên nền trời Hà Nam. Nội thất căn hộ Art Residence được thiết kế thông minh, linh hoạt và tiện nghi vượt trội với 3 loại hình: Studio, 1 ngủ cộng 1 và 2 ngủ. Trong đó căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 với layout đa công năng mang lại không gian riêng tư phù hợp cho mọi nhu cầu, từ gia đình đa thế hệ đến nhóm bạn đông người. Thay vì phát triển không gian theo chiều ngang như căn hộ thông thường, lợi thế tuyệt đối của Art Residence thể hiện bởi việc mở rộng mặt đứng lên tới 4,5m, tầng trệt 2,3m, tầng lừng 2m. Từ đây chủ nhân có thể thỏa sức trải nghiệm không gian sống rộng rãi với mức chi phí tối ưu. Khu vực bếp được thiết kế thông thoáng, hệ thống hút mùi theo trục đứng lên mái, đảm bảo không bị ám mùi căn hộ. Với diện tích 45m², không gian sinh hoạt chung của căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 có chiều cao 4,5m, lý tưởng cho gia đình gắn kết sau một ngày dài bận rộn. Phòng khách ngập tràn ánh sáng tự nhiên với sofa bed đa năng, không chỉ mang lại không gian tiếp khách thân thiện mà còn dễ dàng chuyển đổi thành nơi nghỉ ngơi tiện lợi. Khám phá sự riêng tư trong không gian phòng làm việc kết nối liền mạch với phòng ngủ, nơi chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo không ngừng. Phòng ngủ 1 được thiết kế theo phong cách Japanese tối giản, là không gian nghỉ ngơi hoàn hảo và kín đáo cho chủ nhân. Phòng ngủ 2 có cầu thang riêng, là không gian lý tưởng cho gia đình đa thế hệ. Phòng tắm và nhà vệ sinh thiết kế thông minh và tinh tế, với khu vực khô và ướt riêng biệt. Cửa nhà vệ sinh tránh hướng vào không gian sinh hoạt chung, tiện lợi cho gia đình đông thành viên. Đặc biệt, hệ thống hút mùi cũng được tách riêng dẫn thẳng lên mái, đảm bảo không gian sống luôn trong lành, mát mẻ. Bên cạnh đó, khi sở hữu căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sanurban City, chủ nhân tương lai còn được trải nghiệm không gian sống thiên nhiên sinh thái với tiện ích nội khu vượt trội, hòa mình bên những đại lộ, quảng trường lễ hội sầm uất đông vui, cùng cơ hội mở ra tiềm năng không giới hạn. Art Residence Sanurban City, thành phố thời đại, phong cách sống thời thượng, một sản phẩm của Sun Property.